Trưa 26 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc họp diễn ra sau khi Thủ tướng Chính phủ có công điện khẩn gửi các bộ ngành, địa phương về phòng chống dịch Covid-19. Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố đã có hơn 70 ngày kiểm soát tốt dịch Covid-19, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, ở các nước láng giềng như Campuchia, Thái Lan, tình hình đang phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào địa bàn. Theo ông Phong, hiện nay tại Campuchia, số ca mắc bệnh tăng lên gần 10.000 người. Mặc dù việc kiểm soát dịch bệnh ở khu vực biên giới đang được tăng cường và thành phố cũng đã có sự phối hợp với các địa phương, nhưng việc kiểm soát toàn bộ tình hình dịch Covid-19 rất khó khăn. Do vậy, ông Phong cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh phải có những biện pháp quyết liệt, không để xảy ra ca nhiễm trong cộng đồng, nhất là đề ra các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong những ngày lễ 30 tháng 4 sắp tới. Ông Phong cũng nói thêm rằng, chúng ta đã chuẩn bị các sự kiện lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trong tình hình dịch phức tạp ở khu vực. Do đó, phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch an toàn. Nếu không, chỉ cần một ca nào đó nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng thì sẽ lan ra rất nhanh vì Thành phố Hồ Chí Minh có dân số đông. Riêng đối với việc dự kiến bắn pháo hoa, ông Phong yêu cầu không được bắn pháo hoa. Bây giờ, virus biến thể Covid-19 phát triển rất nhanh. Đọc các thông tin hiện nay trên báo, tình hình Ấn Độ rất kinh khủng. Tôi cũng muốn không khí rộn ràng, nhưng những hoạt động này phức tạp, tập trung rất đông người. Lỡ xảy ra chuyện gì thì ân hận không kịp, ông Phong nói. Đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong dịp lễ 30 tháng 4, ông Phong yêu cầu các sở ban ngành phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài các chỉ đạo trong công điện khẩn của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về phòng chống dịch, người đứng đầu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Cùng đó, bắt buộc đeo khẩu trang tại các khu vực tập trung đông người, khu vui chơi giải trí, sân bay, chợ, siêu thị, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang. Tăng cường giám sát, phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép tại địa bàn dân cư, cơ sở lưu trú, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tiếp tay cho nhập cảnh trái phép hoặc không thực hiện khai báo. Ngoài ra, ông Phong yêu cầu kích hoạt lại toàn bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch trên các lĩnh vực. Ban chỉ đạo các cấp duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng ngày cho ban chỉ đạo thành phố. Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh mới, ngành y tế cần kích hoạt ngay phương án truy vết, khoanh vùng, cách ly, không để dịch lây lan trên diện rộng. Việc cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội cần đảm bảo an toàn, nhưng không làm đình trệ việc sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng bất lợi đến đời sống người dân. Ông Phong cũng chia sẻ thêm rằng, Ban chỉ đạo các cấp cần khuyến khích cán bộ, nhân viên không rời vị trí, ở lại thành phố phòng chống dịch Covid-19. Chúng ta cần những biện pháp quyết liệt, nghiêm túc, nếu không, chúng ta sẽ trả giá bằng những hậu quả khôn lường. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO a vòng pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.